Em chào tất cả các bác. Nay em giới thiệu cho mọi người cái cây kiếm Âu Cơ. Nó là một trong những cây lan kiếm lô hội được rất là nhiều người yêu thích, bởi vì cây này nó là môi hoa gần trắng. Nó kiểu dạng trắng vàng, hơi ám hồng thôi. Nhưng mà nó là một cái cây rất là xuất sắc trong lô hội. Trong cái dòng kiếm này thì những cái cây mà tiên vũ ấy, thì người ta gọi là flat. Đấy, còn cái cây lô hội này thì nó cũng rất là đẹp. Cái lô hội này thì nó là một trong những cây mà môi hoa tương đối trắng, gần trắng hết, thì mọi người cũng gọi là flat. Nó cũng dạng đột biến, gọi mình hay hiểu nôm na đó là đột biến ngược. Thì cái cây Âu Cơ này thì nó cũng là một trong những cây mà đã có từ cũng khá lâu rồi. Cái này thì cũng được rất là nhiều anh chị em biết đến, bởi vì nó cái sự lạ của nó. Nó cũng giống một số cái cây hồng khác, là như cây hồng sơn hay là một số những cái cây kiểu na ná nhau ấy. Có nghĩa là lưỡi môi hoa của nó là tương đối trắng ấy, anh chị ạ. Chứ còn thì những cái cây mà lưỡi môi hoa của nó trắng tinh ấy, thì gần như là chưa thấy cây nào. Em chưa thấy cây nào cả. Nó trắng nhưng mà kiểu nó vẫn hơi có vẩn màu hồng, hoặc là đục, hoặc là màu hơi ám, thì là nó vẫn có. Đấy, thì cái cây Âu Cơ này thì nó cũng là một trong những cái cây mà mình cũng hay gọi là flat hay là đổi biến ngược. Nó cũng rất là đẹp, mặc dù là môi hoa của nó chưa trắng tinh. Nếu như những cái cây có những cái lô hội này mà môi hoa nó trắng tinh thì nó còn giá trị hơn nữa. Cũng như kiếm tiên vũ, kiếm tiên vũ mà môi hoa nó trắng tinh thì nó cũng sẽ rất là đẹp. Thì cái cây Âu Cơ này thì nó là một trong những cây lô hội với thân lá to và đẹp. Cái cây Âu Cơ này thì nó cũng, thực ra thì thân lá của nó to như cây cánh bồ Thái Nguyên ấy. Nếu anh chị nuôi thì anh chị sẽ có sưu tầm, anh chị sẽ hiểu thân lá của nó. Thân lá to như cây cánh bồ Thái Nguyên, nhưng mà cái thân mầm của nó vẫn là thân mầm tím như những cây lô hội bình thường, màu trắng tím. Còn cái cây thân lá của cây này thì nó to như cây cánh bồ Thái Nguyên ấy. Lá của nó có thể đạt được khoảng tầm độ 3-4 cm, có thể hơn 4 cm, phụ thuộc tùy từng người nuôi. Và lá của nó dài khoảng 80-1 m, nó tùy từng cây và tùy từng cách chăm. Còn thực ra thì nó vẫn có những cái củ mà nó bé. Ví dụ như là củ nó bé, lá nó chỉ ngắn khoảng tầm 30 cm, hoặc là những cái lá nó chỉ khoảng 2 cm thôi. Thì đấy nó là những củ nhỏ. Còn những củ to của nó thì là lá nó sẽ to và dài. Đấy, chứ nó không phải ngắn. Ngắn lùn khi mà mình nuôi nhiều nắng. Thì cái cây Âu Cơ này là nó là thân lá, nó thân củ khá xêm với cái cây gọi là cánh bầu Thái Nguyên. Thân lá khá dài. Nhưng có cái là cái cây cánh bầu Thái Nguyên thì nó là cây trắng, thì mầm của nó xanh sạch. Còn những cái cây gọi là tím như thế này ấy, thì người ta gọi là mầm tím như cây bình thường, nên là không thể nhận ra được. Nó như kiểu anh chị chơi phi điệp ấy, những cây hồng xòe, hồng yên thủy, hay là một số những cây hồng nhũ hoa, hay là hồng cái bang các thứ, thì chúng ta chỉ nhìn nhận là thân lá nó giống cây phi điệp tím thôi. Thì cây lô hội này cũng vậy, chúng ta nhìn nhận thân lá nó như là cây lô hội bình thường, hoa màu trắng tím anh chị nhé. Còn nếu mà nó phải nở hoa chúng ta mới biết được chính xác là nó như nào. Tại vì cái cây Âu Cơ này nó cũng là một trong những cây mà khá là có giá trị, và giá trị khá cao so với thời điểm hiện tại, giá trị khá cao so với các dòng lô hội khác. Thế nên là mọi người lưu ý khi sưu tầm, bởi vì chúng ta phải biết được rõ nguồn gốc này, rõ về từng cái chi tiết của nó, thì chúng ta hãy sưu tầm. Nó có rất nhiều cây giống cái cây này, ví dụ như là cái cây hồng sơn, hồng hỉ, hay một số những cái cây khác, cây lan kiếm, thì môi hoa của nó cũng tương đối trắng. Nhưng cái này chúng ta còn phải phụ thuộc vào cái thân lá của nó và cần hoa. Cây này cần hoa to và dài y như là nguồn những cái cây Thái Nguyên á, hoặc là những cái cây ánh tím Thái Nguyên, hay là cái cây trắng cánh bầu Thái Nguyên, ánh hồng Thái Nguyên, hoặc là cây mai tâm kỳ kiếm. Cái mai tâm kỳ kiếm cũng là cái cây ánh tím Thái Nguyên. Theo như em nhìn nhận thì thân lá nó rất là giống nhau, và cũng thể coi nó là một được. Còn tùy thôi, có người thì vẫn bảo cái mai tâm kỳ kiếm khác với cái cây ánh tím Thái Nguyên. Nhưng em thì đều sở hữu cả hai cây và đều có những cái nhận định của mình ấy, thì em thấy nó giống nhau, gần như là giống hệt nhau. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau với những cái cây lan kiếm khác. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn.